Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Ông Tô đánh từ hướng Nam, ông Nơi đánh từ hướng Bắc, Thủ tướng đang bị bao vây. Vụ án liên quan đến công ty IEC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn ngày một bị đem ra ánh sáng và đánh tới tấp. Ở trong nước, ông Tô Lâm cho đánh bà Nhàn ở hai hướng. Một là từ Đồng Nai, nơi mà công ty IEC của bà Nhàn dính đến gói thầu ở Bệnh viện Đa Khoa Đồng Nai. Ông Đinh Văn Nơi đang hỗ trợ Bộ Công an đánh hướng Bắc với gói thầu cung cấp vật tư y tế liên quan đến Bệnh viện Nhi Quảng Ninh. Như thông tin mà tờ Thời báo.de đã phân tích, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn là một nhân viên tình báo thuộc Tổng cục 2 đội lốt doanh nhân. Lẽ ra, bà Nhàn nên ít hoạt động ở các gói thầu lôm côm trong nước mà tập trung vào các gói thầu cung cấp vũ khí hàng tỷ đô la từ Israel. Tuy nhiên, vì không hãm được lòng tham nên dường như phe ông Tổng đã khui ra các gói thầu của công ty IEC trong nước. Bài học Thượng tá tình báo công an Phan Văn Anh Vũ, tức là Vũ Nhôm, bị khui vì công ty Bình Phong vẫn chưa thấm đối với bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Bà Nhàn đã dẫm ngay vào vết xe đổ của một đồng nghiệp ngành tình báo. Đây là hình ảnh ông Tô Lâm đang cho đánh mạnh vào vụ Bệnh viện Đa Khoa Đồng Nai. Cũng có ý kiến cho rằng nếu bà Nhàn không dính vào làm ăn trong nước, ông Tổng không thể vin vào đấy mà truy nã bà Nhàn cho được. Khi bà Nhàn thì chăm chú vào môi giới buôn bán vũ khí thì ông Tổng không dám khui vì nó chứa rất nhiều bí mật quốc gia mang tính chất phòng thủ. Bà Nhàn tham quá hóa thầm. Cũng chính vì lòng tham muốn hốt những gói thầu nhỏ trong nước này mà ông Tô Lâm đã dò theo bước chân của IEC để đánh tới tấp. Với dự án gói thầu đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa Khoa Đồng Nai được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh với mức tổng đầu tư là 1.904 tỷ đồng. Vào ngày 1 tháng 10, ông Tô Ân Sô, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về phòng chống tham nhũng, kinh tế, buôn lậu C03 đã xác định IEC, đơn vị tư vấn lập dự án, lập hồ sơ mời thầu, chấm thầu. Đơn vị thẩm định giá đã thông đồng nâng khống giá để IEC trúng 12 gói thầu với tổng giá trị lên tới 476,87 tỷ đồng. Hành vi này bị xác định là gây thiệt hại cho nhà nước, bước đầu kết luận là khoảng 152 tỷ đồng. Đây là hình ảnh ông Đại tá Đinh Văn Nơi làm giám đốc công an tỉnh Quảng Ninh. Được biết, ông Tô Lâm cũng đang xác định 3 mục tiêu chính để tấn công vào bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. 2 mục tiêu nổi và 1 mục tiêu nhầm. 2 mục tiêu nổi là đẩy mạnh hơn nữa các vụ án tiêu cực tại Bệnh viện Đa Khoa Đồng Nai và đẩy mạnh điều tra sai phạm đấu thầu tại Bệnh viện Nhi tỉnh Quảng Ninh, thời ông Phạm Minh Chính khi đó đang là bí thư tỉnh ủy của tỉnh này. Còn mục tiêu thứ 3 là ông Tô Lâm cũng đã tung cảnh sát chìm, đội lất nhân viên ngoại giao tại các đại sứ quán, lãnh sứ quán ở châu Âu, dò la tin tức về nơi ở của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn và bắt cóc nếu biết được nơi ở chính xác của bà. Cũng phải nói rằng khi chưa có được đối tượng trong tay, ông Tô Lâm vẫn đang chuẩn bị cho tội chứng rất kỹ để chờ khi tóm được bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn thì hồ sơ điều tra đã hoàn tất và sẵn sàng đưa ra truy tố. Vụ bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang là áp lực rất lớn với ông Tô Lâm, bởi nếu chậm là phe ông Tổng sẽ không làm gì được ông Thủ tướng cả. Có thể nói rằng bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn là tử huyệt của ông Thủ tướng, mà bà Nhàn trốn kỹ là ông Thủ tướng sẽ an toàn. Còn nếu để bị lộ, xem như sự nghiệp chính trị của ông Thủ tướng khó mà cứu chữa cho được. Có vẻ như hiện nay ông Thủ tướng vẫn rất an toàn, nhưng thực ra ông không thể không lo, bởi ông Tô Lâm là người rất giỏi bắt cóc người từ nước ngoài về trong nước để quy án. Phan Văn Anh Vũ, Trương Duy Nhất và Trịnh Xuân Thanh là những thành tích đáng nể của ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Đây là hình ảnh Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang bị truy lùng nơi ẩn náu. Có người thì cho rằng ông Thủ tướng bị vây vụ Việt Á và chuyến bay giải cứu không đáng ngại bằng bị vây vụ án liên quan đến Nguyễn Thị Thanh Nhàn, bởi vụ bà Nhàn có liên quan đến bí mật quốc gia. Chỉ có bằng chứng có sự tham gia của ông Thủ tướng, Bộ Chính trị không ai có thể đứng về phía ông Thủ tướng cho được. Nhưng điều này ngày một thêm khó khăn khi bà Nhàn đã lẩn trốn khá lâu. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Quậy tung Quảng Ninh tóm một bầy quan, Đinh Văn Nơi làm cho ông Thủ tướng sống không yên. Việc đưa Đinh Văn Nơi về Quảng Ninh được đánh giá là nước cờ khó mà Liên minh ông Tổng, Trọng và Tô Lâm đã thực hiện.
dù ông Thủ tướng cũng biết trước được ý định của ông Tổng và ông Tô Lâm thì rõ ràng nước cờ này đã đưa ông Thủ tướng vào thế rất khó khăn. Dù ông Thủ tướng nhanh tay sắp xếp sẵn cho ông đương kim Bí thư tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký chiếc ghế Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, nhưng ông Thủ tướng không thể xếp hết được thuộc hạ cũ của ông rời khỏi vùng ông Đinh Văn Nơi đang điều tra. Đây là hình ảnh Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an Quảng Ninh. Theo thông tin mà Thời báo.de biết được, thuộc hạ cũ của ông Phạm Minh Chính chỉ tập trung vào cấp giám đốc, sở, các bí thư và phó bí thư tỉnh. Cấp quận huyện hay thấp hơn ít ai quen đến được ông Phạm Minh Chính. Tuy nhiên, các cấp này có quan hệ với thuộc hạ cũ của ông Phạm Minh Chính thì điều đó cũng đủ để ông Tổng lần ra sai phạm cấp cao hơn. Trước đây, khi ông Tổng đánh Trịnh Xuân Thanh, không ai nghĩ rằng ông Tổng lại nhắm vào Đinh La Thăng. Việc muốn đánh lớn để khui được cấp thấp nhất là cách mà ông Tổng Trọng chỉ đạo ông Tô Lâm thực hiện từ những tình tiết nhỏ và từ những quan chức cấp thấp. Khi báo chí khui ra vụ xe Lexus 570 mang biển số màu xanh do ông Trịnh Xuân Thanh sử dụng, không ai nghĩ vụ này lại cháy đến tận nhà ông Đinh La Thăng. Và tới nay, vụ bắt bỏ tù Đinh La Thăng là vụ án lớn nhất mà ông Tổng Trọng có thể thực hiện được, bởi chỉ có ông Đinh La Thăng là ủy viên Bộ Chính trị phải vào tù. Cũng chỉ vì cách đánh đặc trưng như vậy nên khi ông Đinh Văn Nơi cứ nhắm vào quan tham mà hốt thì dù cho quan chức cấp thấp thì cũng không thể loại trừ khả năng vụ án có thể cháy đến tận cấp quan đầu tỉnh rồi từ đó mà đỏ lửa táp về trung ương. Đây là hình ảnh ông Đinh Văn Nơi đã lựa 4 quan chức quen lớn để tóm cổ. Được biết mới đến Quảng Ninh được 1 tháng mà ông Đinh Văn Nơi đã nắm được tình hình an ninh trật tự các quận huyện và thành phố trực thuộc tỉnh khá rõ. Và ông đã có chỉ đạo cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh, thành phố Cẩm Phả làm quyết liệt tóm quan chức nào dở trò. Vào ngày 30 tháng 9, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Cẩm Phả đã bắt tạm giam 4 cán bộ để điều tra về hành vi nhận hối lộ liên quan đến việc nuôi trồng thủy sản trái phép trên vịnh Bái Tử Long. 4 quan chức này bao gồm Phạm Thành Nam là đội phó, Trần Văn Hùng, Phạm Ngọc Thanh, Bùi Duy Tùng đều thuộc đội kiểm tra trật tự đô thị và môi trường. Hiện nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Cẩm Phả cũng đã khai trừ đảng với 4 cán bộ này theo đề xuất của công an. Khi về Quảng Ninh, ông Đinh Văn Nơi đã nói: "Tôi lựa mấy người nào quen lớn, tôi bắt trước." 4 quan chức này có thể không quen lớn đến mức người đó là thủ tướng, tuy nhiên rất có thể 4 quan chức này quen với những quan lớn đầu tỉnh trước đây. Là người của ông thủ tướng thì điều đó cũng có thể làm cho ông thủ tướng ở Hà Nội phải mất ăn mất ngủ. Và rõ ràng là ông Đinh Văn Nơi không nói đùa, ông làm thật. Theo một số nhà phân tích thì ông Đinh Văn Nơi đã nói với câu ẩn ý là ông lựa mấy người quen lớn để biết những ai có quen lớn thì ông bắt, phải tung ra những người lính dưới quyền giỏi nghiệp vụ nhất để điều tra, phân tích thì mới biết được. Và thực tế là như vậy, theo những gì quan sát được, thì hiện nay ông Đinh Văn Nơi tung những trinh sát thiện chiến nhất, những cảnh sát điều tra giỏi nhất, nhắm vào các quan chức mà ông nghi có dính đến các đối tượng mà ông muốn điều tra cho ông Tô Lâm. Đây là hình ảnh ông Tô Lâm làm thế là dựa vào ông Đinh Văn Nơi khi ra Quảng Ninh. Đinh Văn Nơi về Quảng Ninh không phải là chuyện đùa. Rồi thời gian tới, ông Thủ tướng sẽ sống không yên với ông Giám đốc Công an tỉnh gốc miền Nam này. Trên ông Đinh Văn Nơi có Bộ trưởng Bộ Công an, trên Bộ trưởng Bộ Công an có Tổng Bí thư. Thế dựa lưng như vậy, ông Đinh Văn Nơi sẽ không ngán thế lực nào ở Quảng Ninh nữa. Ông yên tâm làm nhiệm vụ và buộc người khác phải sợ ông, chứ ông không sợ ai.